có cái sẹo cũng tốt nữa nè. Dạ. Nhé. Dạ, sẹo đẹp hơn sẹo cũ, trước em có chích cái mụn là cái u sơ ở đây còn đẹp hơn cả cái sẹo đấy. Ừ. Em bác làm cái sẹo này đẹp này. Nó mà chỉ có cứng thôi. Dạ. Thì một năm là nó sẽ mềm ra nha. Dạ. Cái chân ngực cũng ok. Có thể nó có bị sẹo mà, tại vì em chẳng mặc áo ngực gì, toàn thả rông. Thôi mặc đi nha. Dạ. Bây giờ nó chưa sệ nhưng mà từ từ nó sẽ sệ, nó nghĩa là nó mau sệ hơn người mặc không được. À. Nó đang đẹp rồi gán giữ nó lại để cho à, nó hạn chế, chứ để nó sệ mốt là đi chỉnh lại nữa mà nó chỉnh lại nó cũng không bằng ban đầu nữa đâu nha. À. Thấy cái khe này thích không? Thích ạ. Quá đẹp, ok ai luôn, cũng khen. Ai cũng khen hết trơn á. Có giới thiệu bác chưa? Có ạ. Ok, cảm ơn nhiều nha. Thấy cái quần không, nó lút ra. Vâng. Bây giờ nè, bác khuyên nè, khi mình ăn ngực á, nó đẹp rồi thì hạn chế thả rông. Tối á, thì nên mặc áo thun hoặc áo gì, áo bra gì đó. Để nhiều khi ngủ á, cái hai cái quả nó nặng quá, nó chạy ra hai bên. Thì nó sẽ giãn hai cái cơ này, thì cái khe càng ngày càng hở ra. Thì lúc đó phải đi chỉnh nữa, nó đau đớn nữa. Nói chung là mình hạn chế thả rông, tối mặc đó để nó hạn chế. Nó thôi là nó bị giạt với bị sệ nữa lẹ. Thứ hai nữa, cứ 6 tháng hoặc 1 năm nên đi siêu âm ở gần nhà để kiểm tra coi có cái u, cái nang gì trong cái ngực này không. Nha. Rồi sẵn đó, khi ta siêu âm, ta kiểm tra cái túi ngực của mình luôn. Là nó có bị vỡ hay là nó bị viêm hay tụ dịch gì trong đó. Nếu có vấn đề gì ở cái khoang túi với cái túi ngực thì là đây bác xử lý. Còn cái phần nào mà bị u, nang gì đó ở phía ngoài cái bao túi á, thì mình tới bên bú để người ta khám kỹ lại nhé. Thế hôm em đi siêu âm thì bác sĩ lại bảo là phải qua, tức là ở bệnh viện không có khoa thẩm mỹ nên là không siêu âm được, thì em hôm nay em mới hỏi để qua đây. Bây giờ bác nói là thường á, tại mà mình nói siêu âm khi năng ngực á, thì không có ai kiểm tra túi ngực hết, mình cứ siêu âm ngực bình thường. Cứ nói siêu âm ngực. Ừ. Thì người ta sẽ kiểm tra cái u, cái này là cái phần mô tuyến bên ngoài. Chứ còn phần túi ngực là người ta không có trách nhiệm đó, ta không có kiểm tra đó được. Mình kiểm tra cái u cái nang bên ngoài đó. Rồi đẹp mà nhé, mềm mại. Nãy nói được mấy tháng? Được 7 tháng. Ok, hài lòng ha. Rồi thôi, nhớ đừng thả rông nha. Lên bác khám rồi bác hướng dẫn đừng thả rông nha. Nó đang đẹp rồi, đừng gắng cố gắng duy trì cái này đẹp nha. Nhưng mà nếu mà ví dụ như có bất thường gì này, có những triệu chứng như nào bác nhỉ? Sợ nhất là bao sơ nè. Bao sơ thì nó sẽ cứng, nó gây đau, nó biến dạng, nó sẽ cứng. Đúng rồi, mà nó cứng nhiều chứ không phải nó sờ vô hơi cứng mình tưởng tượng đâu. À. Nó cứng là nó cứng ngắc luôn. À. Nó nhức, nó biến dạng cái bầu ngực của mình luôn. À. Có cái thể nó bóp, nó đẩy lên cao. À. Thì lúc đó mình sẽ đến đây bà khám. À. Hay là bất cứ tình huống nào mình thấy bất thường thì nghe bác liền. Không phải theo ngày theo gì hết nha. Rồi về nhớ đừng thả rông nha. Dạ.